Anh Lương, anh về. Anh đây, anh về báo tin vui cho em biết. Tin vui? Anh không bị kỷ luật đúng không? Đúng rồi, công an huyện kết luận rằng anh vô tội. Em mừng lắm. Anh rất nhớ anh. Lên nhà ngay. Lên. Bác Lò Duyên, cháu là Lương Anh đấy mà. Không có Lương Anh gì hết. Kìa, bác Lò Duyên, bác Lò Duyên, anh ơi, anh à, anh ơi, bác Lò Duyên tại sao lại đối xử với cháu như vậy? Bác Lò Duyên. Anh nhất trí để Nguyễn Bình tổ chức một đêm liên hoan văn nghệ tại đồn ta. Sau một chuyện như thế à? Bộ Tư lệnh đã nhất trí với phương án của chúng ta, chứ đâu phải ý kiến chủ quan của tôi à anh Thái? Nhưng thời gian gần đây, cơ sở liên tục cung cấp những thông tin đáng ngờ về nhân vật Nguyễn Bình. Để hắn tiếp cận gần chúng ta như thế có nên không? Càng gần, hắn càng sẽ chủ quan. Tôi hiểu rồi. Báo cáo thủ trưởng. Mời đồng chí vào. Báo cáo thủ trưởng. À này, cậu Lương Anh hiện đang có mặt ở đồn đấy chứ? Dạ có ạ. Sáng sớm nay cậu ấy kêu mệt, nhưng hình như cậu ấy đang có chuyện bất ổn với cô ấy nhỉ? Bất ổn với cô ấy à? Dạ vâng. Chuyện lôi thôi giữa Lương Anh và Cẩm Văn đã được giải quyết rồi cơ mà. Không lẽ cậu Cẩm Văn vẫn cố tình chen vào chuyện tình cảm của cậu Lương Anh với cô ấy à? Báo cáo, thấy Lương Anh kêu mệt chùm chăn nằm, thành ra em cũng chưa tiện hỏi thủ trưởng ạ. Thôi được. Trao đổi công việc xong, tôi sẽ trực tiếp xuống gặp cậu ta. Xem à, các em xinh đẹp lắm. Xin lỗi, tôi có việc bận. Báo cáo, thủ trưởng có điện thoại. Được. Tôi hiểu rồi, để cho xe họ tiếp tục đi. Nhưng tôi nhắc lại, các cậu tuyệt đối không được để sơ hở lộ về hành tung của mình, rõ chưa? Không lẽ những thông tin mà cơ sở cung cấp cho chúng ta về Nguyễn Bình lâu nay lại không chính xác sao? Tôi cũng đang nghĩ đến giả thiết đó. Nhưng rất có thể. Có thể cái gì hả anh? Rất có thể là do cách làm ăn của Nguyễn Bình quá phát đạt, nên có kẻ sinh lòng ghen ghét và đặt điều không hay cho anh ta. Thông tin cơ sở không phải lúc nào cũng được lọc kỹ trước khi tới chúng ta anh ạ. Anh nghĩ thế thật sao? Đó chỉ là một giả thiết trong rất nhiều giả thiết mà chúng ta không nên loại trừ. Thôi được, để tránh bứt dây động rừng, ta sẽ thay bằng một phương án khác. Nghĩa là anh vẫn tin rằng Nguyễn Bình là nhân vật có vấn đề. Tôi quyết định lập chuyên án. Lập chuyên án? Có vội quá không anh? Không, tôi biết linh cảm của tôi sẽ không sai. Anh quên là đêm vừa rồi, chúng ta đã bí mật tổ chức khám xe của Nguyễn Bình. Thế nhưng mà... Có thể bằng cách nào đó, Nguyễn Bình đã biết trước động thái của chúng ta, nên hắn đã tìm cách lừa chúng ta. Nhưng có lẽ như thế hóa lại hay. Anh Quang, tôi thực sự chưa hiểu ý anh. Nghĩ rằng đã thắng chúng ta trong ván cờ ú tim hùm rồi, Nguyễn Bình
cho mình cái quyền chủ quan, không còn cảnh giác trong việc qua lại cửa khẩu làm ăn. Tôi logic của anh. Có điều anh nói đi. Tôi e rằng, tức là tôi sợ chúng ta đang duy ý chí. Với tư cách là trưởng đồn, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tôi chính thức đấu tay đôi nước cờ này với Nguyễn Bình, anh hiểu chứ? Mày vẫn muốn theo đuổi con ánh nhà lão Duyên chứ? Muốn chứ ạ. Nhưng còn thằng Lường Inh, vẫn là con ánh, nó có thích em đâu ạ. Thì bảo bố mẹ mày xin làm rể gửi nhà lão Duyên. Quyền lực của họ thừa sức làm cái việc còn con này. Nhưng em chỉ muốn chơi bời với nó, chứ không muốn lấy nó về làm vợ đâu ạ. Thì ai bảo mày lấy nó? Mày chỉ làm rể gửi nhà ấy một thời gian thôi. Sau khi mày chiếm được con ánh thì mày biến. Còn thằng Lường Inh, nó thấy mày ăn ngủ ở nhà con ánh, nó phải ghen chứ. Nó sẽ chán đời. Tao cần nó. Để làm gì ạ? Đồ ngu, nó còn hơn mày gấp nghìn lần. Cầm Văn, con nói con muốn lấy vợ. Không phải là con muốn, mà là con phải lấy vợ ngay trong tháng này. Con cứ đùa thế. Đùa đâu mà đùa. Thế mày định nhắm đám nào? Nhắm nháp gì. Vợ của tôi ấy là con Lò Thị Ánh, con gái của ông Lò Ngọc Duyên, người cùng bản với ông nội ấy. Con ơi, con nói sao? Con bé đó có phải là người yêu của thằng Lường Inh? Cái thằng mà con với nó đã... Kệ, tôi muốn thế. Bố không có ý chê bai gì con bé đó. Ý bố là nếu còn lấy nó thì không được môn đăng hộ đối. Thế ngày xưa bố mẹ lấy nhau có môn đăng hộ đối không? Gớm chết đi được. Cầm Văn, con đã không chịu học hành gì. Bố mẹ tìm công ăn việc làm cho con nhưng con nhất định không chịu. Bây giờ con cưới thêm con ánh về, cả hai đều vô công rồi nghề thì... Cứ cưới nó cái đã. Công việc tính sau. Nhưng ngày mai tôi muốn bố mẹ đưa tôi làm rể gửi nhà nó. Còn nếu không thì ngày hôm nay ấy, là ngày làm ma của thằng Cẩm Văn này. Có thế thôi. Này, anh mà để thằng Cẩm Văn ấy, mà chiếm đoạt con ánh của cậu Lường Inh ấy, là trái với đạo trời đấy nhá. Hiểu chứ? Còn cũng nghĩ như thế bố à? Nghĩ như thế mà anh còn ủng hộ thằng Cầm Văn bằng việc đến đây thuyết phục tôi bỏ phiếu tán thành việc làm trái đạo lý của con anh à? Khổ quá, nào con có muốn nông nỗi như thế này đâu. Nếu con gạt đi thì thằng cháu đích tôn của bố sẽ nghĩ quẩn và sinh liều mất thôi bố ạ. Mà vợ chồng con cầu mong mãi mới được mụn con chống gậy đấy bố ạ. Hóa ra vợ chồng anh lại sợ chính con đẻ của mình à? Chúng con chỉ sợ thằng cháu đích tôn của bố từ trên sân thượng tầng 3 lao đầu xuống dưới đất. Mong bố hiểu được nỗi thống khổ của vợ chồng con. Tôi không ngờ anh chị lại xem con trai anh chị như thể một thứ con trời. Hỏng to. Bố, thực ra thì sự việc cũng không đến nỗi như bố nghĩ đâu. Mà vợ chồng con cũng nghĩ... Nghĩ cái gì? Biết đâu lấy cái ánh rồi, thằng cu cháu của cụ sẽ tự cải hóa bản thân, trở thành người chững chạc. Vì thế cho nên... Cho nên anh chị mới để mặc cho cái đứa con đầu bò, đầu sư tử, nó vô chính phủ thế nào cũng được à? Có đúng như tôi vừa nói không anh Cầm Thắng? Thôi được. Nếu vợ chồng anh sợ cái thằng con trời đánh ấy mà không biết tôn trọng tôi ấy, thì tùy đấy. Mà thôi, anh về được rồi đấy. Bố,
bố đuổi con. Tôi không muốn từ nay thấy mặt bố con anh nữa. Như thế tuổi thọ tôi có lẽ kéo dài thêm vài năm nữa đấy. Thôi, anh đi đi. Bố à, nói rồi, bố không muốn mày lấy thằng Lường Inh làm chồng. Lấy chồng bộ đội khổ lắm mà. Bố cứ nói thế, bộ đội ngày xưa mới phải xa vợ xa con, chứ ngày nay thì... Ôi dào, bộ đội thời nào cũng vẫn là bộ đội cả thôi. Con chả tin. Bố nói thật đi, căn cớ làm sao mà bố lại muốn con bỏ anh Lường Inh để chọn Tay Cầm Văn làm chồng? Tay Cầm Văn vừa lêu lỏng lại vừa xấu dai. Căn cớ vào cái gì à? Căn cớ ở cái chỗ, sống ở trên đời phải biết nhìn 10 con núi, nhìn xa 10 cái rừng đại ngàn, chứ nhìn xuống dưới chân núi khổ một kiếp người đấy con gái ạ. Bố nhìn xa thế cơ à? Không à, nếu mày lấy được thằng Cầm Văn thì khác nào chuột sao vào bồ thóc hả con? Bố muốn con trở thành kẻ tham bằng bỏ ngãi hay sao? Tao không muốn nói về tiền về bạc, mà tao muốn nói ở chỗ nếu mày lấy thằng Cầm Văn ấy thì đời mày còn rộng còn dài, còn ngày mai ngày kia. Còn nếu mày lấy thằng Lường Inh thì không khác gì con mèo sống quanh xó bếp, con giòn con rúi sống ở góc rừng, hiểu chưa con? Bố ấy à, con gái mình có yêu thằng Cầm Văn đâu, vợ chồng phải thuận duyên thì mới... Bà không được nói gì hết. Ở dưới xuôi người ta có câu con hư tại mẹ đấy. Bố, mẹ con nói đúng đi ạ. Mẹ mày chưa bao giờ đúng. Nếu mày lấy thằng Cầm Văn thì tao ưng, còn nếu lấy thằng Lường Inh thì... Thì sao ạ? Lường Inh, có người đang muốn gặp ông đấy. Ai vậy? Cầm ai? Cô ấy đâu? Đang ở ngoài cổng. Cầm giúp tớ. Cầm ơi, Cầm ơi. Anh Lường Inh, anh về gặp ánh ngay đi. Có chuyện gì thế Cầm ơi? Hôm nay bố ánh cho Cầm Văn đến ở rể. Hả? Anh về ngay đi. Trời ơi. Dạ. Dạ. Mời ạ. Quý quá, quý quá. Dạ, xin mời quý khách vào trong nhà để chúng tôi được... Thôi được rồi, chúng tôi đứng ngoài này cũng được. Sao vắng vẻ thế này hả, ông thông gia? Dạ, dạ thưa là vì hôm nay... Bác ơi, em ấy nhà mình đâu ạ? Ấy đâu không quan trọng. Dạ. Theo tục lệ, ngày chú rể đến, phải có họ hàng, phải có mặt mọi người để chứng kiến. Cầm Văn nói là ông chuẩn bị rất chu đáo, thế mà... Dạ. Khi chúng tôi đến, nhà chẳng có người là thế nào? Dạ có ngay ạ. Nhưng mà hôm nay, xin mời ông bà thông gia cứ vào ngồi ạ. Họ hàng sẽ đến ngay bây giờ đấy ạ. Tôi không ngồi. Dạ dạ. Về. Mẹ cứu con. Thôi, đằng nào chúng tôi cũng đã đến rồi. Dạ. Chúng tôi có chức quà biếu ông bà. Gọi là góp cơm cho thằng rể. Thôi dạ, tôi xin phép ạ. Dạ dạ. Này, lần đầu tiên bao nhiêu xe đẹp đến nhà tao. Thằng con rể ạ. À bác này. À mà nhầm, bố vợ ạ. Còn rất nhiều ô tô đẹp sẽ đến nhà mình nữa. Nhưng mà này, bố vợ à, là chơi với tôi không đẹp đâu nhá. Chơi thế nào mới là chơi đẹp? À, thì bố đã hứa là sẽ làm lễ gửi rể cho tôi một cách đàng hoàng. Bố mẹ tôi nhá, đã đưa cho bố mấy chục triệu. Vậy
chả thấy cỗ bàn họ hàng. Rồi sẽ có, rồi sẽ có. Tao rạch nhá. Ấy, không được rạch. Bố mà rạch, chạm vào vỏ máy là đi đời mấy chục triệu của tôi đấy. Cái gì mà mấy chục triệu? Cái tivi. Nhà ta cũng có tivi kia kìa. Ui trời ơi, nhìn cái tivi của bố kìa. Bé bằng cái lỗ mũi này. Cái tivi này nó to, hiểu chưa? To bằng cái nhà. Thế nào? Bố, bố định đổi con lấy tivi à? Sao con lại nói thế? Vậy thì bố trả người ta đi. Trả làm sao được. Cái tivi này á, làm ở trong bản người ta nể tao nhất ấy. Anh ơi, bố em nói đúng đấy. Em là con gái, em phải để cho bố mẹ rạng rỡ mặt mày chứ. Anh chỉ lừa được bố tôi thôi. Anh nó đi chơi một lát rồi về ấy mà. Khi nào anh về mới được mở cái thùng này ra, rõ chưa? Thì đợi nó về vậy. Từ hôm nay mày ngủ ở chỗ này. Tôi không được ngủ chung ở buồng em ấy à? Mới là rể gửi, chưa được ngủ chung. Bao giờ cưới mới được ngủ mà. Vậy thì bao giờ tôi mới được đầu gối tay ấp với em ấy? Ngày xưa làm rể gửi là phải 3 năm. Riêng mày, mày phải hỏi cái ấy đã. Nó chưa yêu mày mà. Chị ơi, chị làm ơn cho em hỏi nhà anh Lường Inh còn xa không ạ? Cô tìm anh Lường Inh à? Anh ấy ở trên đồn biên phòng cơ mà. Tôi vừa ở đồn biên phòng về đây mà chẳng thấy anh ấy. Anh ấy đã về nhà. Anh ấy đã hẹn gặp tôi mà. Nhà anh Lường Inh ở giữa bản ấy, cô vào đấy mà tìm. Thịt rừng tao muối đây, ngon lắm mày ạ, ăn thử xem. Ôi da. Sao bố vợ không dùng cái thứ rượu Tây mà bố mẹ con vừa mang sang, lại dùng cái thứ rượu quốc lùi, cây nhà lá rừng này hả? Dạo ơi, rượu Tây tao để dành. Mày nhìn đây này, những con ong này, à, rượu ngô, ngâm với ong, bổ lắm. Mày uống vào à, bổ trên, bổ dưới, bổ ngang, bổ dọc, người khỏe ra, còn hơn cả rượu Tây chứ, uống thử xem. Ừ thì thử. À. Nào uống. Sao lại thế được? Ôi dào ơi, ngày mai ngày kia tao sẽ vào trong rừng kiếm một cây gỗ thật to thật đẹp, mang về đóng một cái tủ thật đẹp. Khi có tủ rồi á, tao sẽ bày những chai rượu Tây để cho dân bản á nó nhìn, nó ngắm, nó thèm, nó ghen tị với tao chứ. Bố cứ ngồi xuống. Bố không việc gì phải bóp miệng nhịn thèm thế. Cứ uống thoải mái cho đời nó hoành tráng. Việc chó gì mà phải. Hết nó lại có mà. Thế lấy ở đâu nữa? Con sẽ bảo ông bố con. À không phải. Bố chồng của em ấy đem mô tô chở. Tránh ra. Con về rồi đấy à? Con đã nói với bố rồi, không đời nào con chịu làm vợ của Cầm Văn đâu. Bố bảo anh ta về đi. Ấy à, bố chỉ muốn con sung sướng thôi mà. Con đã nói với bố rồi, sướng khổ là do con. Con muốn bố đuổi ngay anh ta ra khỏi nhà mình. Bố đuổi ngay đi. Anh ơi, anh làm sao em nỡ đối xử tệ với anh như thế? Anh im cái miệng đi. Tôi nói cho anh biết, cho dù anh có dùng mọi cách để lừa phỉnh hòng mua chuộc bố tôi, thì tôi cũng không bao giờ chịu làm vợ của anh đâu. Tôi thà để cho con quạ tha xác về núi, chứ không bao giờ tôi chịu yêu thương anh. Anh, mày không được nói với thằng Cầm Văn bằng cái giọng diều hâu như thế. Anh ơi, em có nhà không?
Anh ơi! Anh! Em có nhà không? Anh! Lượng anh! Thì... Anh! Chuyện gì thế? Anh! Thằng Lượng Anh! Ai cho mày đến nhà tao? Bác! Dạ! Cháu! Mày đến đây làm gì? Dạ! Cháu đến để nói chuyện với anh ạ. Cút! Bố! Dù sao, bố cũng phải cho con nói chuyện với anh Lượng Anh một lần cuối chứ. Thôi được! Nếu mày dụ dỗ con gái tao, tao sẽ không tha mày đâu. Vâng ạ. Anh, có đúng là đã ở rể nhà này không? Anh Lượng Anh, anh phải nghe em nói đã. Như vậy là anh hiểu rồi. Em không phải nói nữa đâu. Anh Lượng Anh! Lượng Anh! Anh Lượng Anh! Anh, đừng theo tôi nữa có được không? Anh Lượng Anh, em cũng đang có chuyện muốn hỏi anh đây. Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi không có thời gian đâu. Anh thì lúc nào mà chẳng không có thời gian. Anh về bản từ xa mà không thèm sang nhà em để chứng kiến bố mẹ Cầm Văn đến. Tôi mới về nhà, cất ba lô vội chạy sang đây ngay, chứ không phải về từ sáng. Vậy là bố mẹ hắn đã đến sớm hơn tôi. Nhưng cô gái bản Mai tên là Mỹ đến nhà anh làm gì? Tại sao anh vừa dở đơn vị cô ta đã bám theo ngay? Mỹ đến nhà anh lúc nào? Em vừa gặp cô ấy ở ngoài đường kia. Thế à? Lâu rồi mới đến thăm lão nghệ nhân. Chào ông Mo, hôm nay rỗi rãi thời gian thế nào mà ông Mo lại hạ thố đến cầu thang nhà kẻ nghèo khan này? Ông Mo chờ tôi một tí nhá. Nghe nói lão vừa tìm được một bài hát cổ. Dạ, đấy là bài hát cổ Văn Tế viết bằng chữ Thái cổ ta xưa đấy. Ôi, thế thì quý lắm. Bài Văn Tế cổ ấy được dùng vào ngày hiếu thứ năm trong tuần lễ hiếu của ông bà ta đấy ông Mò ạ. Ngày hiếu thứ năm tức là cái lễ ăn cơm sáng, gói cơm chiều khi mà hồn người chết bay lên mừng trời ấy à? Đúng rồi, để tôi hát cho ông Mò nghe nhá. Ừ, thế thì hay quá, hát đi. Bố vợ ơi! Thôi, con ta đến tìm. Cái gì thế rể gửi? Bố vợ ơi! Cái gì? Về nhà ngay đi. Có chuyện gì? Bố ơi, ở nhà xảy ra chuyện động trời rồi bố ạ. Chuyện động trời à? Vâng, bố về ngay đi. Này, thế đứa nào đây? À, nó là dì gửi của tôi đấy. Ấy, bố ơi, về ngay. Tụi nó đem theo nhiều hàng về hang núi ấy, dụ thanh niên vào trong đó để hút chích. Rồi sai họ đi đâu ấy, cả bản chẳng ai biết. Đàn ông trong bản, ai đã vào trong hang đó thì không muốn về nữa. Bộ đội Lường Inh mà không quay về nhanh thì cả bản hết người mất. Tại sao Mị không báo với chỉ huy đồn biên phòng? Mị có biết ai là chỉ huy đâu. Với lại bố Mị bảo chỉ nói với bộ đội Lường Inh thôi. Ngộ nhỡ người lạ biết, chúng nó không để Mị sống yên đâu. Mị nói đúng đấy. Có lẽ cháu nên quay về bản ngay, đi lâu kẻo chúng nó nghi. Vâng ạ. Còn Lường Anh, con được nghỉ qua đêm nay phải không? Con muốn về đơn vị ngay bây giờ bố ạ. Nên để sáng mai con ạ. Bố linh cảm việc thằng Cầm Văn xuất hiện ở bản này mà khiến con phải rời đơn vị là một việc không bình thường. Theo bố, có lẽ con nên làm một việc. Bố đã biết điều gì về Cầm Văn phải không bố? Bố chỉ linh cảm thôi. Ông Cầm Chiến đã nhiều lần phàn nàn với bố về Cầm Văn. Nó không chỉ là hư hỏng thôi đâu. Mà thôi, việc đó các con cần phải xác minh lại. Vì linh cảm cũng chỉ là linh cảm mà. À, mẹ Lường Anh à, đã làm săn ép cơm để cho cháu Mị đi ăn đường chưa? Xong rồi đấy ạ. À, thôi, xong rồi đấy.
Cháu về đi. Vâng ạ. Con này, không còn thời gian nữa đâu. Nghe bố bàn công chuyện này. Nhớ. Dạ, vâng ạ. Anh Lường Im, anh đừng có quá buồn nữa. Cẩm Mai, em nói đi. Có phải ấy là người không trung thủy, tham vàng bỏ ngãi không? Anh đừng nghĩ oan cho ấy mà tội nghiệp. Chỉ tại cái thằng Cầm Văn đã mua chuộc bố ấy thôi. Anh phải dũng cảm giành giật lại tình yêu của mình đi chứ. Giành giật à? Giành giật bằng cách nào? Tôi yêu ấy đã ba mùa trăng mà tôi còn không dám. Vậy mà thằng nhãi đó, nó là cái thá gì? Nó mới đến mà đã ở rể nhà ấy. Anh thích hắn nên mới đồng ý như vậy. Người Thái ta từ xưa đến nay có bao giờ bố mẹ can dự vào chuyện tình duyên của con cái đâu. Nhưng bố ấy là thầy mo, ông ấy đã từng bói áo cho ấy và nói ấy không được lấy anh. Chăn như con gà nhặt tấm, nhớ khăng khít tình anh vẫn còn ghi. À, lá non bọc lá non càng nóng, ước mong tha thiết càng nồng, mong ở đó người ta thả trôi. À, mong ở đơm người ta chút nhẫn, mong ở bạn tình bị cướp mất rồi. Anh à, anh ơi, anh à, anh cửa ra, mẹ bảo đã nào, để mẹ sẽ thuyết phục bố con. Con không cần, con mà không lấy được anh Lường ấy thì thảo con chết đi còn hơn. Con ơi, nghe mẹ nào, mở cửa. Con à, con phải nghe mẹ, mẹ sẽ thuyết phục bố con mà ấy. Con ơi, con không cần. Nghe mẹ nào, mở cửa ra, mở ra. Nó đâu rồi? Nó đóng chặt cửa trong nhà rồi, tại ông đấy. Bà im ngay đi. Anh, mở cửa, anh có mở cửa không? Anh, lấy tao cái gậy. Để làm gì hả bố? Tao để cho nó tọa nguyện. Con xin bố, con xin bố đấy. Anh, mày mở cửa ra, không có tao phá cửa mày ra. Anh! Bố mà phá cửa, con sẽ chết ngay trước mặt bố. Nếu mày không mở cửa ra, tao sẽ đánh cho mẹ mày chết, và tao sẽ chết ở đây để cho mày được tội nguyện. Chết đi này! Ôi ông ơi, nào ông ơi! Chết đi này! Không dạy được con này! Ông ơi! Con sẽ mở! Mẹ! Con ơi! Những thông tin mà cậu vừa nói là chính xác đấy chứ? Báo cáo vâng ạ. Qua xác minh những thông tin mà quần chúng cung cấp, thì thời gian gần đây, Nguyễn Bình đã đầu tư rất lớn vào lĩnh vực bất động sản. Anh ta không chỉ mua đất, mua nhà ở thị trấn mà còn ở trên thành phố nữa. Thậm chí anh ta còn vươn tới cả Hà Nội. Không lẽ anh ta có âm mưu rửa tiền? Thế nhưng... Sao ạ? Vấn đề là ở chỗ, nếu chỉ là loại hàng mà buôn bán qua biên giới và loại thường thường bậc trung, thì Nguyễn Bình lấy đâu ra lắm tiền để chơi món hàng bất động sản?
Không lẽ những thông tin mà đặc tình cung cấp cho chúng ta rằng Nguyễn Bình có biểu hiện là buôn bán ma túy là có cơ sở? Công an huyện đã khẳng định ít nhiều Nguyễn Bình có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Nếu chỉ buôn lậu bình thường thì liệu Nguyễn Bình có nằm trong danh sách đặc biệt chú ý như vậy không? Ý anh là... Chúng ta đang làm theo yêu cầu và nhiệm vụ của công an huyện giao phó. Bởi hắn không lộ diện mà chính hắn mang vỏ bọc của một thương nhân. Nên việc theo dõi hắn, lực lượng biên phòng làm sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, cả đơn vị phải coi đây là một nhiệm vụ đặc biệt, một chuyên án liên ngành giữa biên phòng và công an. Vậy là chúng ta tiếp tục phương án cho trinh sát theo dõi Nguyễn Bình ạ? Đúng thế. Tại sao ạ? Theo đánh giá của tôi thì nhân vật Nguyễn Bình thuộc loại không vừa. Hắn thuộc loại vỏ quýt dày, chứ không đơn giản. Vì thế, chúng ta phải có đối sách thích hợp đối với hắn. Tức là thủ trưởng sẽ... Ban chỉ huy đồn quyết định thành lập chuyên án M08. Phương án cụ thể thế nào thì... Gì thế nhỉ? Hình như Lương Anh Nghệ tiếp tục say thủ trưởng ạ. Cậu ta tự giết mình bằng rượu thật rồi. Xem ra hai cái án kỷ luật mà cậu ta mới nhận hôm qua vẫn còn quá nhẹ. Báo cáo thủ trưởng để tôi sang cho cậu ta một trận. Không cần, để đấy cho tôi. Thưa thủ trưởng, nhưng mà cậu ta... Không phải việc của cậu, cứ ngồi xuống. Vâng, nhưng... Cậu nghe đồn trưởng nói gì rồi chứ? Dạ vâng ạ. Ngón tay em đẹp dài như lá trầu xanh. Anh yêu em lời khắc xưa vẫn nhớ. Rồi, dậy, 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 dậy hết, dậy đi, quăng, 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 dậy, anh em, dậy, dậy. Đừng anh, tao đâu rồi, đừng chơi rượu đây. Tao không cửa, mày muốn giành rượu của tao à? Mày định dùng thứ này để tự giết mình à? Tao đang muốn chết này. Mày hèn lắm Lương Anh ạ. Mày để ấy rơi vào tay Cầm Văn, mày có giỏi thì về giành giật lại ấy từ tay Cầm Văn đi. Tao làm sao có lắm tiền nhiều của như nó để mua chuộc ấy nữa. Đến bây giờ thì tao đã hiểu, đồng tiền có thể mua được mọi thứ Cương ạ. Này, này, chỗ bạn bè tao khuyên thật. Mày đừng vì đứa con gái mà tự hủy hoại đời mình. Mày dạy khôn tao đi à? Hả? Mày dạy khôn tao đi à? Tao không dám dạy khôn mày, nhưng mà tao muốn mày trở lại làm người. Mày dạy khôn tao đi à? Mày lo thân mày đi. Hả? Đưa rượu đây, đưa rượu đây. Không. Đưa đây. Không. Đưa đây. Mày là vợ của tao rồi. Mày đứng lại, bình tĩnh lại đi. Mày đừng làm như thế. Dừng lại, Lương Anh, không được vô kỷ luật như thế. Mạnh Tuấn, có. Lên đọc 10 lời thề. Có.
người lời thề của quân nhân. Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Một, hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin thề. Xin thề. Hai, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm tận lực, thi hành nhanh chóng và chính xác. Xin thề. Xin thề. Thôi, trở về vị trí. Rõ. Anh đã nghe rõ hai bản quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ đảng và tước quân tịch của cấp trên với trường hợp vi phạm kỷ luật quân đội của anh rồi chứ? Báo cáo. Rõ. Tôi xin gửi lại tấm thẻ đảng. Bà ơi, tôi phải đi đây. Ông đi ăn cỗ hay sao mà ăn mặc tươm tất thế hả ông? Hôm nay có cán bộ tuyên giáo ở huyện về nói chuyện cho cán bộ hưu trí toàn xã nghe. Thế trưa nay ông có cơm nhà không? Bà nghĩ là tôi đi ăn nhà hàng đặc sản à? Tôi tưởng nghe chuyện thời sự xong thì thể nào xã cho tổ chức cơm liên hoan. Đúng là các bà suốt ngày lo chuyện bếp núc. Bà không thấy nhà nước đang hô hào tiết kiệm chi tiêu, thắt lưng buộc bụng vì bão giá à? Tôi lo cho ông còn trả xong, hơi đâu mà tôi lo những cái chuyện khác. Tôi được rồi, thôi tôi đi nhá, bà nhà nhá. Lương Anh à, Lương Anh đây hả con? Sao con lại về lúc này? Bố, con làm sao? Con làm sao? Sao con lại thế này? Bố ơi, con bị tước quân tịch rồi bố ạ. Hả? Nói với bố đi, con đã làm đúng như lời bố bảo, đúng không? Vâng. Vậy thì tốt rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục thôi con ạ. Và con sẽ phải chịu đựng nhiều hơn thế, con có hiểu không? Con hiểu. Bố ơi, bố.
sao lại ra nông nỗi này? Tại sao con lại dại dột đánh anh em đồng chí à con? Bà thôi đi, nó phạm tội chỉ vì một đứa con gái thì còn có gì đáng nói nữa. Con biết, con đã phụ công bố mẹ, phụ công gia đình. Thôi, mày đi đâu thì đi đi. Bố, con xin bố. Kìa ông cho tôi xin. Cái sự của con cũng đã xảy ra rồi. Ông có hành hạ nó thì cái sự đã mất cũng không lấy lại được đâu ông ạ. Bố, con có tội với tổ tiên, con có tội với bố, con xin bố. Mày không đáng là con tao, mày cút đi cho khuất mắt tao. Ông Lượng Minh ơi, tôi xin ông, bây giờ mà ông đuổi con đi thì con biết dạt vào đâu mà sống. Xin xỏ gì, thằng này nó không còn là người, tất cả nó do tại bà. Cứ hệ động một tí là nó chầm chập. Nào, bây giờ bà mở mồm khen nó hay, khen nó tốt nữa đi. Nhục, bà đã thấy nhục chưa? Bố, con xin bố, bố cho con cơ hội để con làm lại từ đầu bố ơi. Tao không có đầu cuối trước sau gì với mày cả. Mày cút ra khỏi nhà tao. Ông Lương Minh ơi, tôi xin ông, tôi lại ông rồi cơ mà. Bố, con xin bố, bố cho con cơ hội duy nhất này nữa thôi. Đi đi. Bố nỡ chơi bỏ con trai của bố thật ư? Coi như tao vô phúc, mày cút ra khỏi nhà tao. Hay là mày định để tao cho mày một gậy vào đầu, nhưng mày định cầm chai bể đông đồng đội của mình hả cái thằng kia? Ông ơi, ông đừng đuổi con mình ông. Bà im đi, cút. Con đã xin mà bố không cho thì con đi vậy. Ôi, con ơi, con đi bố nhá. Đừng bỏ mẹ mà đi con. Nào, mày có đi không? Con mời bố. Rượu có ngon không hả bố? Ngon lắm, ngon lắm. Ngon lắm à, dề gửi ăn đi. Con gái của ta, có phải ta bảo mày không nên lấy thằng Lường Inh là đúng chưa? Có phải ý của ta là ý của mừng trời? Người gì nó, bộ đội biên phòng gì nó, chỉ là cú cáo thôi mà. Ông nói gì nhiều thế? Con gái đi lên nương, từ sáng đến giờ mới về, ông nói ít thôi. Mẹ ấy nhà, tôi phải nói nhiều, phải nói nhiều vào tai của con gái của tôi để nó thủng to ra, cái mắt con gái tôi nó sáng ra. Quẻ bói áo nói đúng mà, cái ấy không thể làm vợ thằng Lường Inh được. May mà tôi cản kịp thời, không giờ lại mang tiếng là vợ thằng bộ đội biên phòng bị lột sao, lột mũ. Ta nghe nói lão đại tá Lường Minh đã từ mặt con trai mình rồi. Từ nó là phải thôi, con cái gì nó. Ban đêm thì như con cầy, ban ngày thì như con cú. Làm người như vậy thì không sống lâu, làm người như thế thì không ai quý. Thằng Lường Inh bị cha nó đuổi ra khỏi cửa là đúng lắm rồi. Cầm Văn Na. Phải rồi, bố vợ nói phải rồi. Ai xấu thì người đấy chịu, ảnh hưởng gì đến bố? Sao trước đây mày lại mua cái xấu của thằng Lường Inh cú cáo để buộc vào cổ hả con? Thôi, bố ơi, việc thiên hạ, bố lo làm cái gì? Bố con mình ý, cứ uống rượu cho nó thật say vào. Bố uống đi. Mày nói phải đấy, mày làm rể gửi nhà tao đi. Kìa ấy, em phải vui lên chứ. Anh hứa, anh sẽ làm cho em giàu có nè. Anh sẽ làm cho em sung sướng. Mặc tôi. Kìa ấy, em đi đâu đấy? Có thế chứ, tao nói không sai mà. Dạ, anh ơi, em... Yên tâm, tao không để cho mày thiệt đâu. Anh ơi,
Thế em có được ở nhà con Ánh nữa không ạ? Ừ, mày cứ ở đấy cho đến khi nào tao bảo thôi thì thôi. Vâng ạ. Mà mày phải theo dõi thằng Lương Ánh xem có động tĩnh gì không. Dạ. Này, dù sao thì tao cũng nghi ngờ lắm. Thằng Lương Ánh nó không dễ đổ đốn như thế đâu. Hơn nữa, mày phải theo dõi sát con Ánh xem nó có liên lạc với thằng Lương Ánh không. Dạ, em sẽ theo dõi sát ạ. À này, nếu đường dây này được thiết lập vững chắc, tao sẽ để cho mày một chân trong đó. Em cảm ơn anh ạ. Có gì đâu, đây là chuyện làm ăn đặc biệt, phải biết chọn những người biết hy sinh về mình. Cái đó anh khỏi phải lo ạ. Anh ơi, em... Đừng điều độ thôi, kẻo con Ánh nó phát hiện ra thì hỏng việc. Này, mày với nó. Em vẫn chưa động được vào người nó. Cứ như thế này, có xinh đẹp thế, em cũng xin rút. Dù sao, nó cũng đang sốc vụ thằng Lường Anh. Chịu khó chờ đợi đi. Mày với nó cùng nhà, mò buồn nó lúc nào chả được. Anh nói cứ như hút cháo. Đàn bà mà, đứa nào chả thế. Nếu cần tao giúp. Thôi mày về đi, tao có chút việc. Vâng, em về. Lắm đấy hả? Tao cần mày xác minh cho tao một việc. Được rồi. Uống nè. Ông cứ ở đây với vợ chồng tôi cả năm cũng được. Gạo trong nhà tôi tuy ít, nhưng mà rượu ấy thì nhiều bằng nước của sông Mã. Uống thì uống. Uống. Mà này, tôi nói thật với ông, sống được mấy mà phải sầu đời, cho nó ngắn tuổi thọ. Không được làm người lính biên phòng thì làm người dân, chứ lo cái trò gì. Tôi chỉ buồn vì ông già không hiểu con mình thôi ông ạ. Tôi không chết sống nữa. Ông già đuổi thì đến đây ở với vợ chồng tôi, lo chó gì. Ông cứ làm giàu. Khi đã có nhiều tiền, ắt ông già sẽ thấy tài của ông mà nhận lại ông thôi. Tôi sẽ biếu không cho ông cả quả đồi sau nhà ấy kìa. Những thằng nhanh em mình vứt đâu mà chả sống được. Nhưng sao? Chấp làm gì mấy bố già bảo thủ, chỉ sống với quá khứ mà thôi. Nha, uống nữa đi. Cái thằng này mới uống được 3 giọt đã say rồi. Ổn rồi. Muốn lấy số lượng bao nhiêu chỉ cần báo trước 1 tuần. Về giá cả thì sao? Đảm bảo giá mềm hơn của bọn Trung Quốc. Thế còn vận chuyển? Bên đó chịu trách nhiệm vận chuyển đến biên giới. Còn từ biên giới đến Việt Nam, ông tự lo. Giao hàng, giao tiền. Không ai biết ai cho an toàn. Bánh nào chất lượng kém có thể đổi. Nhưng mà biên phòng bên đông dữ lắm, có qua mặt được không? Tôi đang tính kế lâu dài. Nếu đúng theo tính toán của tôi thì sẽ có lợi cho cả đường dây của chúng ta. Đại ca,